được giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện China Joy 2020. Kiếm Thế Ba Mobile là sản phẩm tiếp theo trong series Kiếm Hiệp Tình Duyên của nhà sản xuất Kingsoft Trung Quốc. Theo đó, game vẫn đi theo mô típ lãng mạn khi sư huynh phải ra tay cứu sư muội có bàn tay của thế lực đen tối. Sở hữu chất lượng đồ họa tân tiến bậc nhất hiện nay, mang đậm phong cách kiếm hiệp cổ trang Trung Hoa, đem lại ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ về thị giác, chắc chắn sẽ khiến người chơi phải trầm trồ và mãn nhãn khi được tận tay trải nghiệm. Kiếm Thế Ba Mobile vẫn sử dụng công nghệ dựng hình Physically Based Rendering, cho phép mô phỏng chân thực nhất sự tác động của ánh sáng lên bề mặt đối tượng, sự đổ bóng trong thế giới thực. Do đó mà game thủ sẽ cảm nhận được một thế giới kiếm hiệp sống động trong game và những thao tác võ thuật của từng lớp nhân vật sẽ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Được biết trong phiên bản thử nghiệm vừa qua, trò chơi đã ra mắt 4 môn phái, Võ Đan, Thiên Vương, Dịch Thủy, Thiên Nhẫn. Với mỗi phái đều thể hiện cơ chế chiến đấu khác nhau dựa trên vũ khí đặc trưng và bộ kỹ năng riêng biệt. Ngoài ra có vẻ như mỗi môn phái sẽ được chia theo dạng ngũ hành sắm vai trò chơi tương sinh tương khắc quen thuộc. Về lối chơi, Kiếm Thế Ba Mobile vẫn xoay quanh cách chơi quen thuộc của dòng game nhập vai cày cuốc kinh điển, kế thừa những tinh hoa từ những người đàn anh đi trước khía cạnh hành động lẫn các quan ải chinh phục boss. Trong đó, nhà sản xuất game cho biết, các tính năng gia tộc chính là cốt lõi của tựa game này. Game tập trung nhiều vào các hoạt động mang tính tương tác giữa người chơi với nhau như công thành chiến, bàn chiến, săn boss thế giới, lãnh địa chiến, chiến trường PvP có quy mô từ nhỏ đến lớn. Tất nhiên, game cũng có vô số các công năng đặc biệt để người chơi thỏa sức gia tăng sức mạnh cho nhân vật của mình. Cũng cần phải nói thêm rằng đây là một trong những sản phẩm kỷ niệm 25 năm thành lập của Seasun, studio chuyên dev game mobile của Kingsoft, ở dòng game võ hiệp thế hệ mới. Do đó mà game sẽ trải qua rất nhiều bản thử nghiệm lớn nhỏ trong năm nay trước khi chính thức ra mắt. Theo đó, Kiếm Thế Ba Mobile sẽ tiến hành thử nghiệm trên nền tảng Android vào tháng 5 tới đây. Hãy cùng chờ đợi xem nhé!